Các bạn thân mến, đầu tuần vừa rồi thì nhóm MC thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín nhận được một gợi ý của bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên gia nam học và cũng là vị khách mời quen thuộc của chương trình về một đề tài khá thú vị liên quan đến vaccine COVID-19. Các bạn có đoán được đó là chủ đề gì hay không ạ? Vâng, sẽ là hơi khó đoán đối với các bạn đúng không ạ? Vậy thì lúc này bác sĩ Nguyễn Đình Liên đang có mặt trong không gian của Chuyện Thầm Kín sẽ trò chuyện với các bạn về chủ đề mà bác sĩ đã gợi ý cho chương trình. Xin mời bác sĩ Liên. Covid nó là đại dịch mà nó kéo dài hơn 2 năm nay rồi. Vâng. Vậy thì làm thế nào để mà cho bà con sinh hoạt trở về gần như bình thường? Vâng. Với cái thời đại dịch như này thì Đảng và Chính phủ chúng ta là luôn luôn lo cái chuyện vaccine cho dân chúng ta được tiêm càng sớm càng tốt. Vậy thì chủ đề hôm nay đó là gì? Tiêm vaccine có ảnh hưởng đến chuyện ấy không? Vâng. Đó là mà một cái mà thực sự là cánh mày râu đã quan tâm rồi, chị em cũng càng quan tâm hơn. Tôi cũng thấy khá thú vị và cũng khá tò mò với câu hỏi mà bác sĩ Nguyễn Đình Liên vừa đặt ra. Và như vậy là chúng ta cũng đã biết rằng là trong ít phút đầu của chương trình thì bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ nói đến chủ đề gì rồi đúng không ạ? Một vấn đề cũng rất là thời sự trong cái bối cảnh mà dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất là phức tạp, và đặc biệt nước ta đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng có thể nói là quy mô lớn nhất lịch sử. Vâng. Bác sĩ Liên hay là tất cả những thính giả đang nghe chương trình, lần lượt rồi chúng ta sẽ được tiêm chủng. Và hy vọng rằng là những cái thông tin được bác sĩ Liên cung cấp trong chương trình hôm nay thì sẽ bổ ích đối với tất cả chúng ta. Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, từ trước đến nay thì đã có một cái nghiên cứu nào về những tác động của tiêm vaccine nói chung ạ, đối với chuyện yêu hay chưa? Chắc chắn là có rất nhiều nghiên cứu rồi. Nhưng mà tôi lật lại một cái vấn đề mà chúng ta quan tâm hơn, đó là tại sao phải tiêm vaccine phòng chống COVID trong thời điểm này. Bởi vì như chúng ta đã biết đấy, tiêm vaccine thì nó rất có lợi, nó tạo ra kháng thể để chống các virus nó gây bệnh. Vậy thì cái virus COVID thì nó tác động với toàn bộ hệ thống cơ quan, đặc biệt là nó có một trong cái là gây ra huyết khối, làm tắc mạch cho các cái cơ quan cơ thể. Và chính vì vậy cái cơ quan hệ sinh dục chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi nó làm tổn thương như thế thì kể cả chúng ta khỏi rồi thì nó cũng ảnh hưởng cái chuyện yêu. Nó là khả năng cương cứng nó kém đi. Rồi khi mà người ta bị bệnh thì cái ham muốn người ta sẽ giảm rồi. Và sức khỏe thì suy giảm thì đương nhiên là ảnh hưởng đến chuyện yêu. Vậy thì đương nhiên là gì? Khi mà người ta có một cái liều vaccine như thế, người ta tự tin vì người ta không có yếu tố nguy cơ bị bệnh, hoặc có yếu tố nguy bệnh thì người ta nhẹ hơn rất nhiều. Vậy thì nó cũng làm cho người ta tự tin. Khi tự tin rồi người ta sẽ có ham muốn. Không chỉ là đối với sức khỏe nói chung mà còn liên quan cả đến sức khỏe tình dục nữa. Chính xác. Và bác sĩ Liên và tôi thì đều nằm trong nhóm những người được tiêm vaccine theo nghị quyết 21 của chính phủ. Và chắc chắn là đến thời điểm này thì bác sĩ Liên đã tiêm vaccine COVID-19 rồi đúng không ạ? Chính xác, mà hai lần tôi tiêm đều vào hôm tôi trực hết. Thì mình thấy là tiêm là mình cũng rất may mắn so với người khác là càng tiêm càng khỏe. Thế bác sĩ Liên cũng là một trong số ngoại lệ. Tất nhiên ở đây tôi muốn nói ngoại lệ cũng nghe nó hơi có vẻ hơi quá. Thì chúng ta sẽ giải thích rõ hơn về điều này. Chính bởi xác. Vì là vaccine thì cũng là một loại thuốc. Vâng. Và đương nhiên mà khi vào đưa vào cơ thể thì nó cũng sinh ra các phản ứng miễn dịch, những phản ứng nhất định. Chính xác. Ví dụ như là những cái phản ứng thông thường như là đau tại chỗ tiêm, rồi là đau cơ, đau khớp, thậm chí có người hơi sốt một tí. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng bị như vậy. Bác sĩ Liên là người không may bị như may vậy mắn. Là người may mắn mà không bị những cái phản ứng. Và với những cái người mà có bị phản ứng phụ sau tiêm, đương nhiên thì lúc đau mỏi thì tôi nghĩ chả có ai có ham muốn, có ham muốn xuất hiện ham muốn. Nhưng còn với những người mà tiêm về không xuất hiện phản ứng phụ như bác sĩ Liên chẳng hạn, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì sao ạ? Có cần thiết phải trì hoãn cái chuyện đấy không ạ? Đặc biệt là cái đêm đầu tiên sau khi mà tiêm vaccine về. Thông thường thì người ta có một cái sự e ngại. Đó là gì? Khi tiêm vaccine thì các bác sĩ người ta cũng tư vấn, khám xét và tư vấn rất là kỹ. Tức là người ta đưa ra các cái phương án là ông có thể xảy ra những cái triệu chứng này, chị có thể phản ứng những vụ này. Thì thông thường người bệnh người ta có cái phản ứng là tự vệ, người ta sẽ thăm dò, theo dõi chính cái cơ thể của mình, lắng nghe cái cơ thể của mình. Cái đấy nó cũng làm cho người ta giảm bớt ham muốn. Còn những người có ham muốn cao mà thấy mới khỏe bình thường, tôi nghĩ rằng là họ cũng không nhịn đâu mà vẫn người ta hoạt động. Nhưng mà thông thường thì trong chuyên khoa chúng tôi thì khuyến cáo là anh em thì hay chị em thì cũng hoạt động nhẹ nhàng, tư thế nhẹ nhàng thôi thì nó đỡ ảnh hưởng. Còn khi mình xuất hiện các cái triệu chứng mà như các bác sĩ người ta khuyến cáo thì mình nên gọi cho các cái bác sĩ hoặc là các trung tâm tiêm chủng để người ta tư vấn cụ thể hơn, để tránh những biến chứng mà nó trở nặng lên chẳng hạn thì nó rất hiếm, dù hiếm. Hoặc là gì, nếu mình có những khúc mắc thì có những chuyên gia về nam học hoặc tình dục học
thì mình cũng nên gọi điện thoại để tư vấn trực tiếp, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tôi cũng nghĩ như bác sĩ Liên, bởi vì mà khi mà chúng ta tiêm một loại vaccine nào đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đưa một cái kháng nguyên lạ vào cơ thể, và chúng ta thường là ở một cái tâm lý rằng là chúng ta phải theo dõi cơ thể của mình, theo dõi cái sự thay đổi. Bởi vì ở cái điểm tiêm các bác sĩ cũng tư vấn rất là kỹ về điều này rồi, và chắc là cũng không có nhiều người có cái nhu cầu ham muốn cao đến mức mà... Không, mình hiểu. Những thanh niên trẻ người ta xung năng về tình dục, ta lớn thì cũng không không thể cầm được cả. Nhưng mà thông thường thì anh chị em thì hay có phản ứng tự vệ thì thôi mình cứ theo dõi đã. Vâng. Nhưng trong 1-2 ngày sau bình thường thì lại. Nếu cái thời gian theo dõi này thì thường theo bác sĩ khuyến cáo là trong khoảng bao nhiêu lâu, và nếu có nhu cầu thì có thể quan hệ tình dục được bình thường? Thì sau 1-2 ngày mà người ta thấy phản ứng bình thường thì người ta sẽ có thể quan hệ tình dục trở lại với những động tác nhẹ nhàng, tư thế nhẹ nhàng thôi. Tất nhiên là trong những cái tuần đầu sau tiêm thì cái cường độ cũng lên nhẹ nhàng, tần suất cũng có thể giảm đi một chút, chính xác, đúng không ạ? Thế còn cái thời điểm mà đêm trước tiêm thì sao ạ? Đấy là câu hỏi mà rất nhiều người được đợi lịch tiêm, người ta cũng sẽ hỏi câu chuyện đó. Tôi chuẩn bị tiêm vaccine rồi thì liệu có quan hệ được không? Thực ra thì cái là chuyện rất bình thường. Vâng. Chỉ những người mà có cơ địa yếu hoặc những bệnh tật gì chẳng hạn, người ta kiêng khem thôi. Còn người bình thường thì tôi nghĩ rằng quan hệ là tốt, không sao cả. Quan hệ là tốt, miễn là đừng ảnh hưởng đến thể lực của mình. Đừng phá sức để sáng ngày hôm sau đúng giờ có mặt tại điểm tiêm chủng. Như thế thì không có vấn đề gì xảy ra. Chính xác, tức là gì? Mình đừng quá hăng say mà cuối cùng ngủ quên mất này, không đúng lịch này. Làm ảnh hưởng cái chuyện là tiêm của người khác thôi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm nay bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì có cần thiết phải kiêng chuyện đấy hay không? Để được trò chuyện với bác sĩ thì xin mời các bạn gọi điện tới hai số máy 0243-266-9494 và 0243-266-9595 vào 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần. Thưa bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trong cái khoảng thời gian cần theo dõi sau tiêm vaccine, nghĩa là khoảng 2 đến 3 tuần sau đó, với các anh nam giới thì ngoài một số lưu ý trong sinh hoạt tình dục, ví dụ như là không lao động một cách quá sức, thì bác sĩ có chú ý gì chẳng hạn như là về chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, đặc biệt là rượu bia? Khi đưa kháng nguyên vào cơ thể thì cơ thể nó sẽ sinh ra cái phản ứng của cơ thể để tạo ra kháng thể. Vậy thì chúng ta phải sinh hoạt rất là điều độ, chúng ta hạn chế những tác nhân gây hại với cơ thể, ví dụ như là thuốc lá, như rượu bia, những đồ ăn quá nhiều mỡ chẳng hạn, mà quá nhiều đường nó không phải tốt. Chúng ta dùng ăn sinh hoạt làm sao gần như bình thường, và chúng ta tích cực uống nhiều nước vì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể nó đào thải những chất độc hại trong cơ thể ra ngoài, thì giúp cho người ta có cái sức khỏe là tốt nhất. Mà không phải là anh em đâu mà chị em cũng vậy, mà chúng ta cũng hạn chế thức đêm hoặc là làm việc quá là căng thẳng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nội tiết tố, tâm sinh lý, nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Và chúng ta phải tâm niệm rằng là chúng ta tiêm vaccine để chúng ta tạo ra một kháng thể để chống được virus. Chính vì vậy chúng ta sẽ cố gắng làm sao thực hiện các lời khuyên tốt nhất của những bác sĩ mà người ta thực hiện tiêm chủng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có được một cái phản ứng cơ thể là hài hòa với cái vaccine đó, để chúng ta bớt được những cái triệu chứng nó quá mức. Vâng, trong các bữa ăn thường ngày thì có những cái thực phẩm nào nên tăng cường để giúp cơ thể chống lại các cái mệt mỏi do cái phản ứng sau tiêm gây ra không? Thực ra nếu ví dụ như chúng ta mệt mỏi mà hoặc là sốt chẳng hạn thì chúng ta phải uống nhiều nước. Thứ hai là gì? Chúng ta bổ sung những hoa quả có nhiều các cái kali như chuối chẳng hạn, hoặc là chúng ta bổ sung như là nước chanh pha ít đường, pha ít muối chẳng hạn, nó bổ sung cái điện giải cho chúng ta rất là tốt. Bởi vì tại sao? Khi như thế thì cơ thể nó tăng cường khả năng đào thải những chất độc trong cơ thể, thì nó giúp cơ thể nó sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Vâng, quan trọng nữa là vấn đề tâm lý, đúng không? Chính xác. Bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi tiêm vaccine để bảo vệ cơ thể mình chống lại đại dịch COVID-19, đấy là cái yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta tạo được miễn dịch cho chính chúng ta cũng là tạo được miễn dịch cho cộng đồng. Và như bác sĩ Nguyễn Đình Liên có nói ở phần đầu chương trình thì tôi thấy rằng là với vaccine COVID-19 thì nó còn có một cái tác dụng bảo vệ, đặc biệt là đối với các quý ông nếu không may mắc phải COVID-19 mà dẫn đến những cái biến chứng như bác sĩ nói thì lại rất là ảnh hưởng đến đời sống tình dục sau khi điều trị khỏi COVID-19, đúng không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, dù là trước hay sau khi tiêm vaccine thì một nguyên tắc chung là chúng ta cần phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Và để có được điều này thì việc ăn ngủ đủ giấc, không lao động quá sức là rất cần thiết. Tuy nhiên điều đó thì cũng không có nghĩa là chúng ta phải kiêng chuyện đó một cách quá khắt khe. Vấn đề quan trọng là như bác sĩ Nguyễn Liên đã nói, chúng ta cần lắng nghe cơ thể mình để tự điều chỉnh ham muốn sao cho phù hợp với cái tình trạng sức khỏe.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Liên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Vâng, chuyện thầm kín xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay ạ. À, xin chào bác Liên á. Vâng, chào bác. Tôi cũng mới hỏi bận giờ đây, số điện thoại được ra thì tôi có bận nhờ tư vấn bác sĩ về vấn đề. Cái thứ nhất là sau khi quan hệ tình dục xong rồi đi tiểu rồi nó rét rét. Vâng. Cái hơn nữa, tôi năm nay nói chung là cũng việc có tuổi rồi. Vâng. Mà sau khi quan hệ thì nó lâu lắm, có 25, 30 phút nó mới xuất tinh lần. Mà nói chung là mà nó mệt chảy thì cái sức khỏe nó có đảm bảo không bác? Bác có dùng thuốc gì không ạ? Không có dùng thuốc gì. Thế bác có bệnh lý gì đi kèm không? Sức khỏe không có bệnh lý gì mà đi kèm. Dạ. Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? 38. 78 tuổi. Xin trả lời cho bác luôn là gì, cái thời gian quan hệ của bác như thế thì cũng là hơi kéo dài một chút thôi, không đáng ngại đâu. Mà quan trọng nhất là làm cho bà xã bà vẫn thỏa mãn, bà vẫn yêu mình hơn là tốt. Ví dụ bác một tiếng, hai ba tiếng mà bác mới không xuất tinh được thì mới sợ. Còn cái chuyện mà sau quan hệ người ta đi tiểu và người ta tiểu buốt, nếu mà nó bị kéo dài liên tục hoặc là mức độ đau buốt nó khó chịu chẳng hạn thì có thể liên quan đến viêm nhiễm chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng ham muốn của mình thì ấy thôi. Chứ còn nếu mà có một cảm giác đôi chút mà đó, thỉnh thoảng mới bị thôi thì không sao cả. Do đó những trường hợp này của bác ấy thì 78 tuổi rồi thì tôi muốn hỏi đêm bác có đi tiểu đêm không ạ? Không, tiểu đêm thì không thì lịch tiếng thì cũng bình thường, không có gì. Thế thì rất tốt. Bây giờ đang là đại dịch, do đó mình đi khám thì cũng rất là khó khăn. Vậy những trường hợp như này tôi muốn hỏi một tuần bác quan hệ được mấy lần ạ? Khoảng 3 lần thôi bác. Tôi chia sẻ cho bác đơn giản thôi. Tức là bây giờ mình sau khi quan hệ xong mình cũng không nên đi tiểu ngay. Mà khoảng mình cũng nghỉ ngơi trên giường, gọi là âu yếm bà xã một tí, khoảng độ 10-20 phút sau mình đi tiểu thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều nhá. Thì nó sẽ bớt được cái triệu chứng đó. Cái đó thì mũ rí, mình đi chợ không mất tiền nó bất lý. Ôi quá giàu à, bác quá giàu, bác phải cho bớt người khác ấy, nhá. Mà nào mà hỏi được cái số này vui quá. Thôi. Rất cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã gọi điện ạ. Bác cũng là một người rất là vui tính ạ. Bác ơi, thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần thì bác nhớ nghe chương trình Chuyện Thầm Kín bác nhá. Và cho bà xã nghe chung nữa nhá. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Alo. Vâng, chúng tôi đang chờ để nghe tâm sự của bác đây ạ. Cách đây 4 tuần tôi cũng đã được bác sĩ trả lời tôi nghe rồi. Nhưng vâng. Mà bảo nói với vợ không tin. Cho nên là cứ phải đeo bao cao su mất khoái cảm. Thế nên bác sĩ trả lời và cũng là tô vào cái chương trình tối thứ bảy là vợ tôi nghe lại. Tôi là bị ung thư thực quản. Thế là vợ cứ sợ là tôi có cái tế bào ung thư trong tinh trùng. Và bà xác sợ lây đúng không ạ? Vâng. Cứ bắt tôi phải đeo bao cao su. Ôi trời ơi, phí quá. Bác điều trị ung thư bây giờ đã khỏi, đã đỡ hẳn chưa? Đã đỡ nhiều chưa ạ? Tôi đỡ nhiều rồi. Vâng. Bây giờ một tuần bác quan hệ được mấy lần? Tôi nói chung là lúc trẻ thì nói chung mới sướng, bây giờ già thì ngon gái không gái ngon cơm. Một tuần một lần. Để tuần tốt rồi. Thế là tốt rồi. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 65. 65 tuổi, vâng. À, vậy thì hôm nay bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ nói lại câu chuyện này một lần nữa và để bác sẽ mở cho bà xã nghe trong chương trình Chuyện Thầm Kín nhé. Xin mời bác sĩ Liên ạ. Thế này nha bác nha, những người bị bệnh ung thư ấy, quan hệ tình dục được ấy, nó lại làm cho cuộc sống nó thi vị hơn, nó khỏe hơn và nó giúp cho người ta sống kéo dài hơn. Và nhiều khi chính vì chuyện vợ chồng chăn gối nó tốt làm cho người ta điều trị ung thư nó tốt lên. Vậy thì mà thứ hai là gì, quan hệ tình dục không lây bệnh ung thư, nó chỉ lây những bệnh lý ví dụ như sùi màu gà chẳng hạn ấy. Quan hệ tình dục thì nó lây nhiễm cái con HPV thì nó mới bị sùi màu gà mà gây ra ung thư thôi, chứ còn cái bệnh này thì không phải lo lắng gì cả. Bảo bà xã cứ yên tâm ạ nhé. Và cái câu thứ hai, vâng, tôi hỏi là này, vì đứa cháu tôi là cái bộ phận sinh dục quá nhỏ, có phải là người phụ nữ là uống nhiều cái sữa đậu lành á là cái bộ phận sinh dục nó không phát triển cân đối với cơ thể của con người? Con gái hay con trai? Cháu gái, con trai? Con gái ạ. Con trai. 12 tuổi về nguyên tắc bây giờ nó đang tuổi tiền dậy thì và dậy thì rồi. Vì chúng tôi không khám nên chúng tôi khó nói được là xem nó có bị ẩn tinh hoàn kèm theo hay không, hay là nó bị có những bất thường về nhiễm sắc thể hay không. Thì trường hợp này tốt nhất phải có thời gian đi khám. Bác ở tỉnh nào? Tôi ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc thì bác có thể vào bệnh viện tỉnh, bác khám cho cháu rồi. Còn có điều kiện sau khi hết đại dịch thì bác có thể cho cháu xuống bệnh viện chúng tôi khám và tư vấn cụ thể. Bởi vì tại sao cơ quan sinh dục nhỏ nó có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ là gì, bệnh về tuyến yên, bệnh vì
rối loạn nội tiết hoặc là gì, những cái bất thường về 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 tinh hoàn nó có thể gây ra nhá. Thì những trường hợp như bác như thế này thì bác không, không quá lo lắng đâu. Đi gặp sau khi đợt hết dịch dã này bác cho đi khám thì sẽ biết được nguyên nhân và điều trị nó sẽ tốt hơn. Và thứ hai là gì, uống sữa đậu lành nó có ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục thì nó không có bằng chứng khoa học, do đó mình không nên tin về cái chuyện này, mà bây giờ mình phải tin xem để tìm xem là cháu mình nguyên nhân như thế nào mà nó có cái triệu chứng đấy. Vì rất giản thôi, nhiều đứa bé là thì bố mẹ ông bà chăm tốt quá, đâm ra béo phì, chim nó rụt hết cả vào trong ấy, nó không có sao đâu, nó là gì, nó bị béo phì chẳng hạn như vậy nhá. Cảm ơn bác. Lúc nào hết dịch thì bác cho cháu xuống khám bác nhé. Chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, tôi nghe đây. Vâng. Tôi muốn hỏi này, tôi gọi là mất sức chiến đấu ấy. Nhưng mà nghe giọng thì đầy sức chiến đấu. Không, mất sức chiến đấu thật. Thế chứ làm khám thế nào, khám ở viện nào làm được việc cái gì? Nhưng mà bây giờ mất sức chiến đấu cụ thể như thế nào ạ? Tức là không cương được mà. Không cương được đúng không ạ? Vâng. Lâu chưa hả bác? Năm nay rồi. Thế bác chịu đựng một năm rồi chứ tại sao bây giờ lại muốn khám? Bức xúc thôi. Bức xúc thôi. Chắc là bà xã bức xúc thôi chứ còn mình cũng bức xúc nhẹ. Thế là một năm nay rồi là không làm được một lần nào hả? Đúng thế đấy. Thế ạ? Vâng. Bác có bị bệnh lý nền gì đó không? Tôi bị tiểu đường tiếp 2. Bác có đang dùng thuốc không? Có, tôi vẫn dùng đều, bây giờ biết tiểu đường chỉ còn 6 thôi. À, và tiểu đường đã điều trị ổn định. Bác ở tỉnh nào? Bác đang ở tỉnh nào? Tôi Hà Tĩnh nhưng bây giờ Hà Nội đây. Thế may rồi đấy ạ. Vâng. Thế này nha, của trường hợp của bác nó như kiểu con mèo ấy, con mèo bị cột vào xích ấy. Trước mặt là đĩa cá rất to nhưng mà không ăn được vì không với thấy được. Đấy. Thế thì đơn giản thôi, cái của bác thì trên ngưỡng nền những người bị bệnh tiểu đường ấy, nó hay gây ra xơ vữa mạch máu, đặc biệt là cái mạch ngoại vi như mạch cổ động mạch sâu dương vật, chính vì vậy khả năng bơm vào máu vào đấy nó kém, nó tắc uống nước chẳng hạn thì mình không bơm lên được, máy bơm mình không bơm lên được và nó không cương được, có ham muốn nhưng mà không quan hệ được. Đúng đấy. Vậy thì bây giờ mình phải điều trị tiểu đường đầu tiên phải là thật tốt đã. Thứ hai mình phải xác định những mức độ nó tổn thương như thế nào, khả năng cương cứng ra sao, người ta sẽ sử dụng thuốc cho bác thì nó sẽ có hiệu quả ngay và kéo dài, cũng như là gì sau khi điều trị ổn định rồi thì cái đấy được duy trì để mình không phải sử dụng thuốc nữa. Vâng. Vậy thì bác có điều kiện ở Hà Nội thì bác đến Nam Học Hiếm Muộn Tam Trinh hoặc đến bệnh viện E chúng tôi hoặc bệnh viện Đại học Y Hà Nội hoặc là bệnh viện Việt Đức để khám và điều trị. Bệnh viện E thì chiều nay. Ở 89 Trần Cung bác ạ nhé. Vâng. Thì bác khám, bác đăng ký khám thì chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân, đầu tiên phải tìm ra nguyên nhân đã. Sau đó sẽ cho thuốc và điều trị thì nó mới có hiệu quả. Vâng. Nhá. Không đáng ngại đâu. Tôi muốn hỏi thêm bác khí này. Dạ vâng. Tôi chỉ là bị người ta bảo hiện tượng thủy thần à. Vâng. Thì thủy thần thì phòng tránh bằng cách nào và uống một ngày bác định được với anh. Bác đi khám đâu mà biết mình bị suy thận ạ? Tôi 108 nhưng người ta bảo thế chứ nói trực tiếp với tôi, nhưng nói với con tôi nói là lại với tôi thôi. Về suy thận thì chúng tôi phải khám biết xem là cái chức năng thận thể hiện qua xét nghiệm máu là như thế nào, hoặc là có những nguyên nhân ví dụ là có sỏi hay là bị viêm thận hay không thì biết được. Còn cái chuyện bác nói suy thận thì chúng tôi không biết là suy thận độ 1, độ 2, độ 3. Thì rất khó trả lời. Tức là người ta nói hiện tượng thôi chứ tôi muốn phong cảnh mà. À, hiện tượng thì là khó. Bởi vì như trên những người mà bị tiểu đường sẽ có biến chứng về gì, về thận này. Có thể gây suy thận này. Chính tôi muốn hỏi phong cảnh như nào. Phong tránh thì đơn giản này. Điều đầu tiên bác phải điều trị cái tiểu đường thật là tốt. Thứ hai là gì, chế độ ăn, hạn chế ăn đồ mặn, đồ quá nhiều, đồ ngọt, đồ mỡ. Thì như thế nó cũng sẽ giúp cho cái tiểu đường ổn định. Và chính vì vậy góp phần làm cho cái mức độ tổn thương thận hạn chế đi thì cái thận của bác sẽ tốt. Vâng, tôi hỏi một ngày uống mới đi được cái vừa anh. Bác đi tiểu đêm mấy lần? Hai lần thì không đáng ngại lắm. Vậy thì bác uống nhiều nước ban ngày. Uống bao nhiêu ạ? Bác có bị béo phì không? Không, tôi chỉ hồi trước béo phì chứ còn thấm cân thôi. Vậy vào ban ngày bác lên uống tầm 2 lít nước là ok rồi. Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều nhá. Vâng, cảm ơn bác. Chúc bác sĩ khỏe nha, chúc em sức khỏe nha. Vâng, tôi muốn chúc bác là năm nay con mèo là cái chân nó vươn ra và tóm được con cá. Vâng. Rất cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, nghe giọng bác phấn khởi như thế là cũng mừng ạ. Chắc chắn là hiệu quả rồi. Cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác. Vâng, xin chào bác. Vâng ạ, chúng tôi đang chờ để nghe chia sẻ của vị thính giả tiếp theo ạ. Tôi chào em xin cùng bác sĩ Liên nhá. Dạ vâng, chào bác. Chào bác. Vâng. Tôi có mấy câu hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng. Tôi bị bệnh xương khớp. Vâng. Mà tình dục thường xuyên thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng. Câu thứ hai là tôi uống thuốc xương khớp. Ăn rau muống thì rau muống có làm mất tác dụng của thuốc không ạ? Vâng. 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 Thế còn một câu thứ ba nữa là tôi có một cháu nhỏ gì được 30 tháng rồi mà cháu chưa biết nói.
thì có thể đi khám chậm chậm nói không bác nhỉ? Vâng. Nhờ bác tư vấn giúp ạ. Vâng. Với câu hỏi 1 của bác là bị bệnh xương khớp thì quan hệ có ảnh hưởng gì không đúng không ạ? Đúng ạ. Hả? Nhưng mà bác bị xương khớp là bác bị cụ thể là như thế nào? Thoái hóa đốt sống này, tê bì chân tay. Vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 60 ạ. À 60 thì thông thường người phụ nữ người ta mãn kinh và người ta hay bị loãng xương. Và thoái hóa hệ thống cơ xương khớp gây ra hạn chế vận động rồi đau mỏi. Thì những người đau mỏi thì người ta cũng sẽ giảm ham muốn này. Thứ hai là khi thoái hóa cơ xương khớp, những cái nhiều những tư thế mà nó nặng về tì đè thì nó gây ra đau khớp thì người ta cũng giảm ham muốn và người ta sợ quan hệ tình dục. Nhưng mà quan hệ tình dục thì nó lại tốt cho cái điều trị về cơ xương khớp, bởi vì tại sao nó sinh ra những cái nội tiết tố nó gây ra giảm đau cho người bệnh. Vậy thì khi mà quan hệ tình dục thì mình lựa chọn những cái tư thế nó phù hợp và tần suất quan hệ nó phù hợp thì nó lại tốt cho cái bệnh lý về cơ xương khớp chứ không phải là hại. Vâng. Và đấy, còn cái chuyện ăn rau muống mà có ảnh hưởng đến cái thuốc cơ xương khớp thì một số loại thuốc nó có thể có phản ứng với những cái chất trong cái rau muống, nó như sắt chẳng hạn. Vậy thì mình phải hỏi cái bác sĩ kê đơn thuốc. Vâng ạ. Người ta sẽ chỉ ra là có nên ăn cùng ấy, khi uống thuốc này hay không. Đó, thì bác sĩ điều trị của bác sẽ cho thuốc, người ta sẽ tìm ra được. Còn cái chuyện cháu bé 30 tháng tuổi mà chậm nói thì lên cho cháu đi khám về các khám chuyên khoa nhi hoặc là trung tâm ngôn ngữ ở bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, thì người ta sẽ tìm ra nguyên nhân, vì nhiều đứa bé là bị ngắn cái phanh lưỡi chẳng hạn, nó không uốn được cái lưỡi, nó không tập nói được chẳng hạn, hoặc là như đứa bé nó có vấn đề về trí tuệ hoặc là tai chẳng hạn, đứa bé điếc bẩm sinh bố mẹ không phát hiện kịp thời, có do đó là gì, con mình bị câm. Vậy thì những trường hợp này thì đưa cháu đi khám và đưa mình đi khám liên thể, mình khám về cơ xương khớp luôn thì rất là tốt nhé. Vâng. Cảm ơn MC cùng bác sĩ nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, báo cáo bác sĩ là tôi anh coi như là có lúc là anh hay được nhưng có lúc cũng không còn ham muốn như bác sĩ ạ. Vâng. Nghe giọng này là có vẻ là đồng hương của bác sĩ Liên. Bác quê Thanh Hóa đúng không ạ? Ở Thanh Hóa. Vâng. Quê vợ bác sĩ Liên. Chấn đau lưng bác sĩ ạ. Vâng. Tôi có hai câu hỏi. Vâng. Thứ nhất là muốn nhưng không quan hệ được. Vâng. Hôm nay nhưng mà đến lúc đào thì lúc mà nếu thì là coi như là hắn tức là chưa đến chợ đã hết tiền mất rồi. Vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 69 rồi. Nhưng mà tình trạng này lâu chưa? Từ năm 60 trở về trước thì anh được lên 65, 67, rồi 68, 69 giờ là có kém. Là bắt đầu trục trặc rồi. Dần dần cái sự trục trặc đấy nó diễn ra càng thường xuyên hơn đúng không ạ? Và bây giờ là không làm được gì nữa. Không. Có lúc mà vẫn mất hết. Mất hết? Ham muốn gì nữa. À, tức là không còn cả ham muốn nữa. Bà xã có đòi không? Bà xã có đòi không ạ? Bà xã năm đi thì 65 rồi nhưng mà cái chiếu là đường nội tiết là kém rồi, không còn nữa. Thế là cả hai cùng không có nhu cầu gì nữa? Vâng, bà nữ theo chú là không có nhu cầu gì nữa. Thế cả hai không có nhu cầu gì nữa thì bây giờ bác hỏi mục đích để làm gì ạ? Thì tôi cũng còn ham muốn nhưng mà... thực ra tôi rất đồng cảm với những người như bác ở Thanh Hóa, thì tôi muốn hỏi bác có sử dụng rượu bia và thuốc lá không ạ? Không có thuốc lá đâu, rượu bia tôi không uống bữa. Trước nay mình mắc bệnh gì khác nữa không? Có, thì trời đang hiện tại là bị bệnh thần kinh, mất ngủ. Bị mất ngủ, vâng. Đi tiểu đêm mấy lần ạ? Không, chiếu đêm thì không nào đi. À đấy. Vậy thì tôi đã có thể vẽ ra là cái nguyên nhân của bác rồi. Thuốc lá nó gây ra cái xơ vữa mạch máu rất là nhiều. Chính vì vậy nó làm cho cái khả năng cương cứng nó kém. Thứ hai là gì? Thuốc nào nó cũng rất có rất nhiều những chất nó gây ảnh hưởng đến phổi, đến thần kinh, đến tim mạch. Chính vì vậy cái khả năng mà cương cứng của mình nó cũng kém. Dù mình có ham muốn, các cái tác động này nó gây ra cho bác mất ngủ, nó một cái vòng xoáy bệnh lý, bởi vì cái chuyện tình dục nó cũng rất quan trọng. Thế thì chính vì vậy là nó bị rất nhiều yếu tố làm cho cái khả năng mà đàn ông sinh lý của bác nó bị kém. Mà khả năng đàn ông bị kém thì nó càng ngày nó càng kéo dài và mình lại không đi khám, mình không đi chữa nữa. Càng làm cho mình nó càng ngày nó càng nặng lên. Vậy thì ở Thanh Hóa thì bác có thể đến bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Thì bác có thể đăng ký bác khám để các anh chị tìm được ra nguyên nhân thì cho bác đơn thuốc là có thể đỡ này, có thể cải thiện được triệu chứng này và có thể khỏi được cái biểu hiện này. Đầu tiên bây giờ thì tôi khuyên bác là lên bỏ thuốc lào trước. Thứ hai là bác uống nhiều nước ban ngày, bác tập thể dục thể thao và đi khám đi để xem cái hệ thống xơ vữa như thế này, mạch máu nó có vấn đề ảnh hưởng đến cái khả năng cương cứng của bác hay không.
Và quan trọng là phải làm thế nào để ngủ được nữa. Chính xác là khi mà các cái triệu chứng đấy cải thiện rồi bác sẽ ngủ tốt. Mà tôi nghĩ rằng là gì, khi bác cải thiện được cái này thì ham muốn bác có, bà xã này cả yêu mình hơn, có khi bà xã này có ham muốn. Bởi vì tại sao không có đối tác thì bà ấy cũng phải về hưu sớm cùng bác chứ sao nữa. Đúng rồi. Đấy, và mình bây giờ mình, đấy, lỗi là vì mình không khơi gợi làm cho bà ấy nguội lạnh. Cái bếp nó nóng được hay không thì phải có lửa, mà bây củi thì có sẵn rồi nhưng mình không đốt thì đương nhiên là bếp nó không cháy. Vậy thì bây giờ mình phải đi khám nhá, đi khám để mình có thuốc, mình điều trị nó sẽ có hiệu quả. Vâng, cảm ơn bác nhé, chúc bác thành công ạ.